Rồi, xin chào cả nhà nha. Nay thì xin giới thiệu cho anh em một cái loại pin dung lượng cao. Cả nhà mình ai nghe chưa? Anh em nghe là nghe rồi thì bỏ qua ha. Còn những anh em mà chưa nghe thì mình sẽ giới thiệu nha. Để anh em mà xài iPhone mà nhanh hết pin á, mình có thể đổi qua pin dung lượng cao mình xài. Thì bình thường đó là con 6S Lut thì pin nó chỉ có 2750 thôi, dung lượng nó 2750. Nhưng mà qua cái con pin dung lượng cao này nè em thấy không? Lên tới 3580 nha. Là cho 3600 đi. Còn cái kia chỉ có 2800 thôi, nó tăng lên được 800mAh nữa anh em. Dung lượng 800mAh thì anh biết rồi. Xài rất là lâu hết pin ha. Dung pin thì mình thấy nó cũng như nhau thôi. Đây, anh em dung pin thì mình thấy nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà dung lượng, nó là tăng dung lượng cao cho anh em rồi. Tăng dung lượng cực cao cho anh em rồi. Là con này nó lên tới là 3580, gần 3600 nha. Dung lượng rất là khủng ha. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Và 8 lút mình cũng có này. 8 lút thì bữa nay nó lên tới là, bữa nay lên tới dung lượng là tới 3300 nha anh em. Dung lượng thật của nó một viên pin zin chỉ có 2600 thôi, 2675 thôi. 2600 gần 2700 mà pin này lên tới 3300. Rồi chào anh em nha.